À, hôm nay lại tiếp tục test hàng anh em ạ. Tiếp tục test cây VIP 10 lắp sẵn ống ngắm nhanh. Thì mẫu này hiện tại thì một số shop họ bán là 550 600 ngàn. Nhưng mà có một số anh em thắc mắc tại sao mình bán 750. Đó. Thì hôm nay mình sẽ test thử và giải thích cho anh em, hướng dẫn anh em kỹ thuật bắn của cây này ha. À, anh em thấy có một cái dấu chấm xanh không? Trời nắng nên là nó chiếu xuống đất anh em. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Đây, anh em bắn xong thì nhớ cho nó về chữ R nha. Thứ nhất, hàng bên mình thì mình sẽ lắp cho anh em cái ống ngắm là nó sẽ khác ống ngắm của một số cái shop khác. Đó. Ống ngắm này có rất là nhiều loại. Anh em lên Shopee mua cái 160 ngàn cũng có. Đó, nhưng mà giá thì anh em thấy trên đó nó là đủ thứ giá luôn, nhìn bề ngoài giống nhau. Có những cái ống ngắm nó làm bằng nhựa anh em nhé, làm bằng nhựa, cốt chỉnh bằng nhựa luôn, cốt chỉnh trong này nè. Thì ở trong này nó sẽ có mấy loại lần nha anh em. Nè, cốt chỉnh hợp kim nè, hợp kim này nó cũng có mấy loại cốt chỉnh hợp kim lần nha, bằng đồng có, bằng nhôm có, bằng gan có, đó, bằng nhôm nó cũng có mấy loại luôn. Nha. Bằng đồng thì như mình thấy có một loại thôi. Còn bằng nhôm thì mình cũng thấy có mấy loại luôn. Thực tế thì cái loại nào ổn định mà không nhảy tâm á, mà mình bán, mình vừa bán vừa chơi vừa đi bắn thực tế luôn đó, thì mình thấy nó ổn định á, thì mình tiếp tục nhập những cái mẫu đó về mình bán. Thì cơ bản là giá nào cũng có luôn. Anh em tin tưởng shop nào anh em mua shop đó ha. Cái thứ hai, cái cánh này. Cánh này nó phải thuộc dạng là mẫu cực dày nha. À, cái cây này là mình hay đi bắn sóc đó anh em, thấy dây nó dơ. Ngày nào thì mình cũng có ráp và test thử cho anh em á, mà đợt này thì gần Tết nên mình cũng ngại ngại đi mấy cái hàng này, mình ít lên clip. Gần Tết thì hay mấy cái xe của nhà vận chuyển nó hay bị kiểm tra rồi anh em, nên là nhiều khi kiểm tra ra thì họ cấm gửi bên mình. Chứ thật ra thu cây ná thì xui lắm mới bị thu thôi, chứ đâu phải dễ gì. À, hàng họ thì mình gói kỹ à. Anh em thấy cái độ dày của cái cánh rất là dày nha. Đó. Thì anh em tùy anh em là mà tin tưởng cái shop nào thì anh em mua shop đó nha. Chứ còn giá thì giá nào cũng có hết luôn. Ví dụ như anh em cái này là mình lắp cò loại 1 rồi nè. Như cây này là mình bán tới 900 lận á. Tại vì cái cò zin của cái thằng này nè thì nó hơi bị rơ và bóp cò thì nó nặng nha. Thì anh em chơi súng hay chơi ná gì cũng vậy. Khi anh em bóp cái cò nó nhẹ thì nó mới chính xác nha. Bóp mà nặng á, thì khi anh em bóp, anh em dùng sức anh em bóp là cái đầu ná nó bị nhích phát là nó sẽ hụt. Đó. Em sẽ gắn mình test thử cho anh em xem và mình hướng dẫn anh em kỹ thuật bắn của cây này. Cây này nha, ví dụ cùng là một cây nha, nhưng mà hai người bắn thôi nó đã khác rồi. Tại vì cái kỹ thuật bắn anh có người biết người không biết. Nó giống như bắn súng nhưng mà nó khó hơn bắn súng. Bắn súng thì cơ bản cũng phải có năng khiếu, nói chung chơi mấy này phải có năng khiếu. Đây thì anh em cứ vậy là gắn đạn vô là đạp lên thôi. Thì anh em đặt cái tay đằng sau cò nha, anh em nắm chặt nha, tay thì anh em kéo, còn chân thì anh em chịu vào anh em đạp. Đó, nó vô là kêu cạch cái là dây căng nè ha. Dây mình sử dụng dây này rất là dây này thì mình sử dụng cái dây này rất là dày luôn. Cái này bắn được cả B10 anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ bắn mục tiêu là cái lon. Đó, anh em thấy cái lon treo ngay cái bụi mía không? Mình bắn là mình đăng luôn chứ mình không có cắt ghép gì đâu. Đây, thì anh em mở cái ống ngắm lên. Bị lệch phải chút xíu anh em. Nói chung lâu rồi mình không có bắn. Mình thấy đường đạn nó đi hơi bị lệch phải chút xíu. Giờ mình sẽ bắn trường hao qua bên trái. Đó. Đúng anh em. Lệch phải tầm 2 phân.
phát thứ ba nha anh em. Phát thứ ba. Gió nè. Gió cái lon đưa rồi. Đúng nha anh em. Chuẩn lắm anh em ạ. Cái bíp 10 này á, anh em có nhiều anh em hỏi cái bíp 10 với K3 K4 thì nó có VIP 10 với K3 K4 thì nó có chính xác như nhau, chính xác như nhau anh em. Nhưng mà cái cơ bản là cây này nó sử dụng dây dẹp thì nó ít giật hơn. Ít giật hơn. Nhưng mà độ mạnh thì nó không thể bằng được tại vì cái K3 K4 nó bắn mỗi bên 5 giây luôn mà. Đó, anh em thấy chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái kỹ thuật bắn nha anh em nha. Đây. Thì cái này nó rất là dễ thôi. Khi anh em chỉnh ống ngắm rồi thì cứ thế bắn thôi. Nhưng mà cái cả laser hay ống ngắm thì anh em sẽ chú ý cái thật cái ống ngắm này. Khi anh em bắn nè, là anh em nhìn vào ống ngắm hoặc là nhìn vào laser, thì anh em nhớ chú ý là cái đoạn này, hai bên cái cánh này, nó phải là song song với mặt đất nha. Song song mặt đất nha. Nó không được hơi nghiêng qua trái, nó cũng không được hơi, nó không được hơi nghiêng qua phải nha. Nó lúc nào cũng phải song song nè. Em nhìn vào cái này, em nhìn hai cái đỉnh này, nó phải, nó không thể nào 100% được, nhưng nó phải tương đối là bằng, nó phải có cái độ bằng nha. Chứ như anh em đặt vô giữa rồi, đặt mắt vô giữa ngắm rồi mà anh em hơi nghiêng qua một kẹo là nó sẽ trật nha. Hơi nghiêng một kẹo nó sẽ trật nha. Em để ý. Nhiều anh em bắn nhanh á, hơi nghiêng tí thì bắn hụt, hơi nghiêng tí bắn hụt. Nó không hụt nhiều mà nó gần trúng anh thôi anh em. Đó. Thì lúc nào nó cũng phải nằm song song mặt đất nha. Đó. Thì khi anh em kéo lại nè. Mình kéo vậy nè. Thì cái dây anh em nhìn theo cái dây. Nhìn theo cái dây nha. Có nhiều anh em về nói sao anh bắn, tại vì mình test bên mình hay phát trực tiếp. Thời điểm này thì gần Tết mình không phát trực tiếp nữa. Thường là một tháng giáp Tết là mình bán mấy cái này mình ngại lắm. Anh em mua một số cái mặt hàng phụ kiện lẻ của ná này kia mình gửi đi mình không ngại, nhưng mà nguyên cây mình ngại lắm, gần Tết rồi anh em ạ. Thường là một tháng giáp Tết là mình mình cũng nghỉ Tết sớm. Chắc mình bán mấy hôm nữa mình nghỉ Tết anh em. Khách gọi liên tục. Alo. Dạ dạ còn nói anh mua bao nhiêu cái đây ạ? Này mua càng nhiều là càng rẻ anh nhé. Báo số lượng chính xác giùm em. 200 bao ship anh ơi. Rồi, anh đọc địa chỉ luôn ha, anh tên gì ạ? Ở đâu anh? Số điện thoại này số nào anh? Rồi, Phú Giáo Bình.